đặt lên thì mình xoay á, mình xoay mình thấy nó nặng, mình xoay mình thấy nó nặng, nó cứ ngắt à, nên nó không có chạy được. Xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tạo DJ Xe 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thay cốt bạc cây quạt đảo nha các bạn. Đó thì ở đây cái cây quạt đảo khách người ta đem tới, hiện tại bây giờ là nó cái tình trạng của nó là nó kiểu như là nó cứng cây cốt đó các bạn. Mình kiểm tra rồi cái cuộn điện thì còn ngon. Thì hôm nay cái clip này mà chủ yếu mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà là thay cốt bạc thôi ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Rồi trước tiên là chúng ta gỡ cái con ốc này ra nha. Gỡ ốc bên hông này nè. Đó. Ở hai bên này nó có hai con ốc nè các bạn. Đây, ở bên này nó có con ốc nữa nè. Đó thì chúng ta dặn ra trước ha. Rồi bây giờ mình để mình dặn cái có chế độ búa cái đó các bạn. Đâu nó cứng quá các bạn ơi. Rồi giờ chúng ta khỏi nghe nha. Dặn căng nè. Đó. Xong rồi, mình dặn dơ ra. Rồi, nó cứng quá cứng rồi. Cái này mình phải dùng cái cây cây băng dít mạnh mạnh hơn nha các bạn. Đây. Đó, ra ha. Thì những cái con ốc cứng đầu này thì chúng ta nên dùng cái máy bắn vít mạnh mạnh hơn. Còn cái máy bắn vít mà loại rẻ tiền á thì nó chủ yếu là nó bắn những cái loại ốc nhẹ nha các bạn. Còn ốc nặng nặng thì chúng ta phải dùng cái máy bắn vít nặng hơn nha. Đây. Đó cứ khỏ dằn để cho nó thốn vô các bạn. Khỏi vô. Rồi cái con ốc này nó bị tuôn luôn các bạn ơi. Để lấy kìm bấm nhận ra nha. Nếu mà những cái con ốc nó bị tuôn các bạn và chúng ta lại dùng cái kìm bấm nhỏ dặn ra. Nếu mà dặn ra không được nữa thì chỉ có nước đục ra nha. Đây ở đây mình có cái kìm bấm siêu nhỏ nè. Nhỏ nhỏ vừa phải thôi, nhỏ quá thì nó cũng không được. Đó. Cứng quá. Mấy con ốc này rất là cứng nha bạn, nên dặn ra cũng có nhiều cái và không phải đơn giản dễ dặn đâu. Rồi. Đó. Cái cây kìm bấm này mình mua trên Lazada nha các bạn. Rồi nó rất là nhỏ luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Rồi để dặn ra. Cái con ốc nó bị tuôn thiệt tình. Rồi trước tiên là chúng ta đã nhận ra hai con này rồi. Rồi chúng ta rút cái cuộn điện lui xuống các bạn. Đây rút xuống như nè. Đó. Rồi kế tiếp chúng ta dùng cái máy bắn vít nhỏ này chúng ta nhận ra nha. Đây nhận cái con ốc này ra. Ở đây sau này nó có hai con ốc này các bạn. Rồi chúng ta nhận ra nha. Đó nhận ra. Rồi xong rồi kéo nó ra các bạn. Trước khi kéo chúng ta lui lui cộng dây điện lại nha, thụt lui cộng dây điện lại chút xíu. Rồi đó dở ra. Khi mà anh em rút cái này ra anh em chú ý nha, đừng có giật mạnh ra nha, lỡ ở đây mà nó xúc cái dây mà dây rút cuộn điện á, anh em mà giật mạnh ra cái nó đứt luôn cái cuộn điện, nên khi mà chúng ta kéo ra thì chúng ta nắm cái chùm dây này lại nè các bạn. Cái chùm dây của cuộn điện này chúng ta nắm kìm lại nha, rồi chúng ta kéo cái gáo lui về sau. Đó chứ anh em mà không nắm ở đây, nếu mà chúng ta giật ra lỡ cái chỗ này nó bị đứt hoặc là trong đây cái dây rút nó bị hư đó, dây rút nó bị hư thì nếu anh em kéo mạnh cái nó giật ra cái nó đứt không còn cộng dây điện luôn. Đó thì cái cuộn điện này mình đã kiểm tra rồi, mình thấy nó còn ngon nên mình không có chia sẻ cái kiểu mà kiểm tra các bạn. Tại cái clip này chủ yếu là chia sẻ thay cốt bạc thôi. Nếu mà mình chia sẻ mà kiểm tra cuộn điện rồi tổng quát này nọ thì cái clip nó ra tới mấy chục phút, nên mình chia sẻ là chia sẻ cách thay cốt bạc hoặc đảo thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta dặn cái nút này ra nha. Cái này là cái phá cánh đó các bạn.
Rồi chúng ta dặn ra, rồi dặn cái phá lồng này ra luôn. Thì nó đúng ra là sữa quạt này các bạn, nó có nhiều cái bệnh lắm, nên mình chia sẻ từng cái bộ phận. Kiểu như là cái này là nó hư cốt bạc, thì hôm nay cái clip này mình chỉ chia sẻ thay cốt bạc thôi đó. Còn thí dụ mình muốn kiểm tra tổng quát thì mình có chia sẻ nhiều clip cái cách kiểm tra tổng quát rồi ha. Rồi bây giờ trước mắt là mình dặn bốn ốc này ra nè các bạn. Đây bốn ốc này ra nha đó. Trước khi dặn thì chúng ta lấy cái búa dằn dằn ở đây một cái nha, dằn dằn chỗ cái găng đó các bạn đó, dằn dằn như vậy nè để cho nó nhẹ ra nha đó. Rồi xong rồi chúng ta dùng cái máy dặn vít này rồi chúng ta dặn ra, dặn ở trên cái chế độ mà cho nó có cái chế độ chợt các bạn, dặn cho nó dễ búa ra nha. Đây bây giờ dặn ra nha, đó ra ha, một con. Rồi kế tiếp con này đó, hai con. Rất là dễ ăn nha các bạn. Bây giờ để mình cho nó phóng gần lại chút xíu nha. Đây đó, cho nó phóng gần lại dễ coi hơn ha. Rồi kế tiếp dặn con này đó, ba con. Rồi ở đây các bạn, ở đây chúng ta bẻ cái dây này qua chút nha, thì chúng ta dặn ra nha. Này cứng nè đó, nên mình lấy cái búa dặn nữa nha. Đó, dằn 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 chỗ gân ốc với con ốc đó các bạn. Rồi tăng cái cấp chợt lên. Khi mà dặn này chúng ta nhận sát vô. Đó, ra đó. Nếu mà anh em nhận lơ quá đó, lơ thì nó dễ bị chợt lắm nha. Nó dễ bị chợt. Để mình thu xa chút xíu cho anh em dễ nhìn. Rồi. Rồi kế tiếp anh em, kế tiếp đó thì chúng ta cắt cái dây cổ rút này ra nha, dây rút này nè đó. Xong rồi lấy búa gõ gõ nhẹ nhẹ ở sau này ra ha. Đó, chúng ta rút ra, rút nhẹ nhẹ ra nha anh em. Thì anh em lưu ý nè, khi mà thay cốt bạc á thì đúng ra thường thường á là mình thay cốt bạc á anh em, thì mình kiểm tra coi ở sau nó có bị sọc không và ở trước có bị sọc không. Cái cốt này hồi nãy mình xây mình thấy nó cứng ngắc hả anh em, nhưng mà ngược lại mình gỡ ra mình thấy nó không có bị hư nè. Nè anh em dòm nè, nó rất là bóng nha. Đúng ra là mình kiểm tra, mình nói là sửa cho anh em, chỉ cho anh em thay cốt bạc, nhưng mà rốt cuộc gỡ ra là cốt bạc nó không có hư nha anh em. Như vậy là nó bị cái tình trạng khác rồi, không phải cốt bạc nha. Đây để mình kiểm tra lại nè. Rồi mình hiểu anh em. Cái trường hợp mà cái quạt nó bị cứng như vậy là nó bị đôn cái cốt ra sao anh em đó. Thì thật sự mà nói thì lúc hồi mới cầm cái quạt lên thì mình xoay á, mình xoay thấy nó nặng, nó cứng ngắc à, nên nó không có chạy được. Mình tưởng đâu là hư cốt bạc, nhưng mà rốt cuộc á là nó không phải bị hư cốt bạc, mà ngược lại là nó bị đôn á anh em. Cái kiểu như mấy cái quạt này á, là mấy cái quạt treo, mấy cái quạt đảo á, thì có nhiều người ở nhà ta không biết á, ta lấy cái búa người ta khỏ tới đó, nó bị đôn ra cái ổ nhông á, ổ nhông ở sau anh em nè, nó đôn, nó bị chổi cốt ở đây nè. Khi mà người ta sức ép vô á thì cái cốt trước nó đẩy ra sau nên nó bị ép vô cái ổ nhông nha, nó bị ép vô ổ nhông thì nó bị cứng cốt. Thì theo đơn mình biết á, thì cái cây quạt này là cái quạt người ta cho thuê đám cưới anh em, chỗ này là chỗ cho thuê gạp đám cưới nha. Đó thì cái này là người ta bắt ở trên vậy nè, ta móc ở trên, có thể là nó bị rớt anh em, nó bị rớt xuống cây cốt nó bị đôn tới. Mình cũng cứ tưởng lâu là nó bị hư cốt bạc, rốt cuộc không phải là hư cốt bạc nha. Thì mình đính chính lại cái này là mình chỉ sửa là thôi. Trường hợp mà nó bị đôn cốt gì thì anh em cứ lấy búa khỏ tới nha. Đây khỏ tới gì đó, khỏ cho nó ra trước lại nha anh em đó. Thì khi mà anh em khỏ ra thì anh em để ý cái chớn của cái bạc nè, cái chớn của cây cốt nó ăn vô cái bạc á, thì cái chớn của nó từ từ đây tới đây ha, nên chúng ta khỏ vừa tới thôi đó, vừa tới là được ha. Đó xong rồi đó, xong rồi anh em tra cho nó miếng dầu vô, miếng dầu vô ha, tra cho nó miếng dầu vô đó, tra cho nó miếng dầu vô nè anh em đó, tra nó miếng dầu vô là xài lại bình thường ha anh em. Rồi cái cây này bây giờ mình gáp lại nha anh em. Ồ cái này mình thấy nó không có hư rồi, như vậy là mình tưởng nó hư cốt bạc. Tính là chia sẻ cho anh em cách thay cốt bạc hoặc đảo, mà rốt cuộc cái này là nó không có hư cốt, làm sao chia sẻ đây.
Rồi thì cái trường hợp này là để anh em rút kinh nghiệm luôn, đặng mai mốt mà gặp những cái trường hợp này anh em, gặp những cái trường hợp này thì mình coi coi phải hư cốt không. Nếu mà không hư cốt mà nó được bị đôn cái cốt về sau á, nên em đóng tới là cái rồi nó đơn giản lắm. Nó vừa cái kiểu mà thường thường mấy cái quạt mà cho thuê gặp đám cưới á, có thể là mấy cái người mà người ta dạy làm á, nó bị gớt lên gớt xuống anh em. Rồi bây giờ mình tiến hành mình gáp vô nghe các bạn. Đó thì mình gáp vô, hồi nãy mình có chai dầu vô rồi đó, giờ mình gáp vô nè. Thì anh em cứ gáp vô lấy búa dằn nhẹ nhẹ mấy cái góc này nha, góc này ha. Đó rồi chúng ta xay lại, xay lại thấy nhẹ hiệu rồi nè. Nói đúng theo á thì làm nghề anh em thì lâu lâu cũng có cái tình trạng là chúng ta kiểm tra, nhưng mà kiểm tra nó gọi là hơi sai lầm tí xíu nha. Cái này á, là ngoài ngoài cái sự mà tính toán thôi đó. Mình cái quạt này, cái quạt cho thuê đám cưới mình hồi nào giờ á, cái trường hợp mà đôn cốt này á, hiếm lắm anh em, nên mình kiểm tra là mình thấy mình lăn ngay cốt cứng là mình nói là có bạn nó bị hư thôi, tại nãy xay không nổi luôn, nó cứng quá đó. Nên mình làm clip mình chia sẻ cho anh em thay cốt bạc hoặc đảo rồi gốc cuộc cái cốt bạc nó không hư đó. Thì đây cũng là một cái phần để rút tỉa kinh nghiệm nha anh em, tại vì có nhiều trường hợp mai mốt anh em mà có làm thợ hay là anh em mà kiểm tra quạt ở nhà đó, nhiều khi nó rớt xuống đó, ví dụ cái quạt chúng ta treo tường thì nó rớt xuống, nhiều khi nó rớt nó cắm cái đầu xuống nè anh em, nó cắm xuống thì cái cốt nó đôn ra sau, nó đôn ra sau rồi nó cọ cái nhông này nè, nó cọ cái nhông chuyển hướng á, rồi nên nó bị bó cứng đó. Thì trường hợp này anh em á, anh em kiểm tra anh em gỡ ra, như mình cũng gỡ cuộn điện này ra đúng không, cũng gỡ bốn ốc này ra, xong rồi chúng ta đóng cái cốt lối ngược về trước ha, lối ngược về trước cho nó ngay ngay cái chấn bạc của nó đó, thì anh em gáp vô lại thì nó nhẹ lại nè đó. Rồi bây giờ để mình cắm điện mình thử luôn nha anh em, đây để mình cắm điện mình thử luôn coi nó chạy ngon không nha. Đây rồi bây giờ đó là cái này là cái quạt đảo, mình cắm điện vô là cho chạy thôi anh em. Đây cắm vô đó nó chạy là bình thường. Đây để mình ra đây chút xíu, rồi đây cắm vô nè anh em, đó chạy bình thường không đó, nè cắm vô nè chạy bình thường nè. Rồi rồi như vậy là hôm nay mình chia sẻ cho anh em thay cốt bạc cái quạt đảo, nhưng mà rốt cuộc nó không hư cốt bạc, nên là hôm nay mình chia sẻ cho anh em là cái cách sửa. Và lâu lâu á, thì chắc chắn là anh em mình sẽ gặp những cái trường hợp là bị đôn cốt như vậy ha, thì cái cách xử lý thì anh em chỉ cần gã ra anh em đóng tớ thôi ha. Đó thì cái trường hợp này là nó ngoài cái sự tính toán của mình để mình chia sẻ cho anh em thay cốt, rốt cuộc nó không hư cốt nên mình không có chia sẻ thay cốt, mình chỉ chia sẻ là xử lý khi bị đôn cốt thôi nghe nè. Rồi thôi hôm nay mình chia sẻ cho anh em xử lý mà có cái quạt đảo này tới đây là xong. Anh em nào xem kênh mình nếu thấy có hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều anh em khác cùng xem. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh mình thì anh em nhấn cái nút đăng ký, xong rồi anh em nhấn cái chuông, cái hình cái chuông đó anh em, cái hình cái chuông anh em nhấn vô cho nó báo rung lên, khi mà mình đăng cái clip mới thì anh em sẽ nhận được cái thông báo mới nha. Và anh em vô xem cái clip mới chứ còn anh em mà nhấn đăng ký mà anh em không nhấn cái chuông thì nó cũng sẽ không có thông báo khi mà mình đăng clip mới nha anh em. Rồi thôi xin chào tạm biệt anh em nha.